cười cho cái mốc ấy. Đừng chú để úp như vừa rồi là ngon nhất. Cái này thả xuống chú, cái chú thả để như run dịch ra bên này tí cho nó úp hẳn rồi. Rồi đấy, đây chú nhả con ốc này ra, đây chú vặn hết rồi. Chắc vậy chú lại luồn vào đấy là được, con ốc nó nằm ở trên cùng. Nhiều người là lại về là thay đổi đấy, tháo con ốc này ra xong là đặt nó vào một con trên một con dưới, chỗ này là hỏng đấy, không cày được đâu, phải để cho nó nhún nhảy thế này này. Rồi, chú lại gặn nó vào đấy. Có phải nhà nơ đâu. Chú vào nước. Nhìn nó cái nhà.